Dạ, mến chào quý cô chú, anh chị em gần xa đến với kênh Tú Chiền Bonsai giao lưu cây kiểng trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay nhà vườn Tú Chiền có về mặt hàng để giao lưu đến với cô chú anh chị những tác phẩm kim quýt, linh sam, cần thăng, trang và một cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn. Rất mong sự ủng hộ nhiệt tình của quý cô chú anh chị em gần xa. Địa chỉ nhà vườn là ấp Hòa Khánh, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Dung, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0836465237. Số Zalo cũng là số này. Mở đầu clip là tác phẩm mã số 1 là một cây mai chiếu thủy nu da đen lá lớn. Dòng này là dòng nu mặt khỉ nha quý cô chú anh chị. Cái nu của nó là nó u cục cục này nha. Cái nu của nó như cái mặt của con khỉ cho nên gọi là nu mặt khỉ nha quý cô chú anh chị. Thế hiện tại làm theo hết chứ còn đầu ngón tay nữa. Cây cây hiện tại thì cái mặt cắt của nó thì cái sẹo của nó bằng một cái ngón tay nữa nha quý cô chú anh chị. Nó là sắp là liền sẹo hết rồi. Còn cái gì? Chặt lại cho nó gọn thôi, sắp lành này. Cây dòng này nó khỏe. Cây đế ngay trang đây thì mình làm đế rồi, bây giờ nó bo cuốn rồi, còn cũng gần lành này nha quý cô chú anh chị. Dòng này nó khỏe cây lắm, nó mau liền sẹo lắm. Rồi, thông số cho quý cô chú anh chị tham khảo ạ. Cây chiều cao 45. Cây có chiều cao là 45. Tán lá 46. Tổng cái tán của cây là 46. Đo hoành thân vị trí này là 40 nha quý cô chú anh chị. Tổng củ đế 57. Tổng cái củ đế của nó là 57. Cây liền lạc cây nha quý cô chú anh chị. Đó, cây nó già, cây nó nu coi nè. Nó nu coi. Mấy cái nu ở ngay chân vị trí này thì nó liền sẹo hết rồi, nó lành tích hết rồi. Chỉ còn cái sẹo dưới rễ dưới trên đọt một tí thôi. Cây nó hoàn thiện hết nha quý cô chú anh chị. Cái đế này mình chặt cái dạt cho nó đều thì cho nên là cái đế này nó kéo mau lắm, cho nó gọn đế nè. Nó bo kéo rất là đều. Đây quý cô chú anh chị xem cho nó rõ nha. Đây. Cái đo cái cành gớt của nó bao nhiêu sen. Cái chi cành gớt của nó là bằng hơi lớn hơn một ngón tay cái nha quý cô chú anh chị. Đây, cái phần tán mịn này dày đặc hết rồi. Cây này thì nó thuần chậu rồi nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 1 là cây mai chiếu thủy nuôi da đen lá lớn mặt khỉ thì giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 4.500.000, bao phí ship toàn quốc ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 2 là cây trang sen Nhật nha quý cô chú anh chị. Cây trang sen Nhật này thì nó thuần chậu rồi quý cô chú anh chị ơi, nó có cái bộ đế bonsai cái nè. Nó một củ tròn xoe hả cái nè. Đế của đế nào đế nấy lực lực không à. Cây có chiều cao là 30. Tổng cái tán là 26. Hoành thân vị trí là 15 nha quý cô chú anh chị. Còn cái củ đặc của nó là 38. Cây mã số 2 là cây trang sen Nhật giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 650.000, bao phí ship toàn quốc ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Nạp phơm tán đều. Cây bonsai để bàn. Dạ xin phép đổi cây ạ. À. Tiếp theo là mã số 3 là một cây cần thăng nha quý cô chú anh chị.
Cây này nó phơm tán, nó mịn nhưng nhân quý của chú anh chị ơi. Cái xương dâm của nó là dày đặc hết rồi nè. Cây có chiều cao là 41. Tổng cái tán của cây là 43. Còn cái hoành cũ vị trí này là 46 nhưng quý cô chú anh chị. Cây liền lạc cây. Không có chảy thuộc gì hết nhưng quý cô chú anh chị. Do cái cổ ha. Nên nó có cái giọng như một con thú nhưng quý cô chú anh chị. Còn mình đo cái cổ eo của nó là vị trí này là 26 nhưng quý cô chú anh chị ơi. Quý cô chú anh chị xem kênh yêu thích cây nào thì liên hệ qua số điện thoại 083 64 65 237, số Zalo cũng là số này. Thì cây mã số 3 là cây cần thăng, giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.600.000, bao phí ship toàn quắc ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Cây này thì mà ép chậu hôm trong Tết về quý cô chú anh chị chơi thôi. Dạ xin phép đổi cây. Tiếp theo là mã số 4 là một cây cần thăng nha quý cô chú anh chị. Những cây này thì nó nạc cây lắm. Cây liền lạc cây. Không chảy tuột gì hết nha quý cô chú anh chị. Cái thẹo thì nó không đáng kể nha. À, dạ cần thăng thì cái thẹo cũng mau lành lắm quý cô chú anh chị. Cây có chiều cao là 49. Tổng cái tán của cây là 48. Cái hoành cũ ngay trang vị trí nó là 46 nhưng quý cô chú anh chị. Còn cái độ sởm của cái cũ này là 19 quý cô chú anh chị ơi. Cái nguyên cái cũ nạc của nó nè. Còn cái hoành thân ngay chân cái cổ này là 27 nha quý cô chú anh chị. Đây, quý cô chú anh chị xem cho nó rõ nha. Cây nó già cây. Cây thì nó thuần chậu rồi. Phơm tán thì xé bánh ra thì rất là đều rồi. Nó xương dâm dày đặc hết rồi. Cây mã số 4 là cây cần thăng, giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1.700.000, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 5 là một cây linh sam song hình nhưng quý cô chú anh chị. Những cây này thì nó thuần chậu hết rồi, mà nó già cây, nó ở trong chậu này cũng lâu rồi cho nên cây nó già lắm. Cây có chiều cao là 38. Tổng cái tán của cây là 48. Hoành thân vị trí này là 21 nha quý cô chú anh chị. Còn cái củ đặc của nó là 50. Nó có cái củ nè. Đây, xương dâm của nó thì xé bánh rất là đều nha. Cái chi của nó thì bằng cái ngón tay rồi. Đó, cái phơm tán thì mịn này nhân quý cô chú anh chị. Cây thuần chậu nhân quý cô chú anh chị ơi. Cây mã số 5 là cây linh sam song hình, giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 900 ngàn, bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu nhựa này nhân quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 6 là một cây linh sam song hình nhân quý cô chú anh chị. Cây này nó có dáng bài bài ra, có cái giọng rất là duyên nha. Cây này thì nó cũng ở trong chậu này lâu rồi cho nên cây nó thuần chậu nhân quý cô chú anh chị. Mà cây nó già lắm.
Cây có chiều cao là 36. Tổng cái tán của cây là 58. Hoành thân quỷ chín là 27 nha quý cô chú anh chị. Còn cái củ đặc của nó là 46. Cái cốt chi của nó bằng ngón tay hết nha quý cô chú anh chị. Cái phơm tán cái nè quý cô chú anh chị xem. Phơm tán thì dày đặc hết rồi. Cây thuần chậu. Đây cái mặt sau của nó đây nha quý cô chú anh chị xem nha. Cái dàn xương cái nè. Đây. Cây mã số 6 không? Cây mã số 6 là cây linh sam sông Hinh. Giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 1 triệu đồng. Bao phí ship toàn quát ship luôn cả cái chậu nhựa này nha quý cô chú anh chị. Dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 7 là một cây kim quýt nha quý cô chú anh chị. Kim quýt là cây kim quýt nguyên thủy nha, không có ghép nha. Cây thì nó có cái dáng tam đa tam tài đó nha quý cô chú anh chị. Nó có ba cái thân đó nè. Bắt đó, cây liền lạc cây nha quý cô chú anh chị. Cái thằng của nó liền với nhau nha, chứ nó không phải gời nha quý cô chú anh chị xem nha, cho nó rõ nha. Đây đây. Cây có chiều cao là 50. Tổng cái tán của cây là 46. Tổng 3 cây đó là cụm nó là 37. Mình đo cái cụm 3 cây của nó là nó 37 nha quý cô chú anh chị. Tổng bộ đế 70. Còn tổng cái bộ đế của nó là 70. Cái độ sởm của cái rễ này là 20 nha quý cô chú anh chị. Rễ này rễ chân dài rồi. Cốt của nó là đo cái cốt này cho quý cô chú anh chị hào hào đi. 15 cm. Cái cốt này 15 cm nha quý cô chú anh chị. 15 cm nhỏ, cái này khoảng 13 cm. Dạ cái cốt chân giữa nhỏ hơn chắc 13 cm quá. Cái đường này thì nó bị táp nắng một tí cái rễ này nha quý cô chú anh chị. Nhưng mà xử lý rồi tha keo nó tới thịt đỏ hết rồi. Kim quýt. Kim quýt thì mà không có sợ mục gì nha quý cô chú anh chị. Đâu có chậu chiều dài của anh không? 37 lọt lòng. Hiện tại thì cây nó đang ở trong cái chậu chiều dài của nó là 37 lọt lòng nha quý cô chú anh chị. Còn chiều ngang cái chậu lọt lòng là 25. Đó, cây này thì nhà vườn cũng mới ép chậu được 1 tháng rồi. Cho nên cây nó cũng mạnh khỏe. Vì quý cô chú anh chị chơi thôi, không có cần ép nữa. Cây mã số 7 là cây kim quýt, giao lưu đến quý cô chú anh chị, cái giá của nó là 3.700.000. Bao phí ship toàn quát ship luôn cả chậu này nha quý cô chú anh chị. Cây mã số 7 là cây kim quýt nha quý cô chú anh chị. Cái giá là 3.700.000, bao phí ship toàn quát. Quý cô chú anh chị xem kênh yêu thích cây nào, ủng hộ cho nhà vườn túi chiền liên hệ qua số điện thoại 0836465237. Số Zalo cũng là số này. Dạ xin phép đổi cây ạ. Tiếp theo là mã số 8 là một cây kim quýt nguyên thủy nha quý cô chú anh chị, không có ghép nha. Cây có cái dáng văn nhân nha quý cô chú anh chị. Đế thì chân dài luôn. Cái bộ rễ của nó sởm lên nè, chân nó dài lắm. Quá chân dài. Kim quýt thì có cái rễ sởm nè, kiếm cái rễ sởm này thì nó hơi hiếm nha quý cô chú anh chị. Đó, là rễ nào rễ nấy cái nảy lực nè.
Nó có cái dáng văn nhân rất là duyên ạ. Cây có chiều cao là 65. Tổng cái tán của cây là 46. Hoành thang vị trí là 17 nha quý cô chú anh chị. Còn cái bộ đế chân dài của nó là 29 cm nha quý cô chú anh chị ơi. Còn cái độ thoát thân của cây là 42 ạ. À, tới tăng lá là 42 nha quý cô chú anh chị. Cây này thì nó nhà vườn mình nuôi trong cái chậu này thì nó thuần chậu rồi. Mà quý cô chú anh chị có chốt hàng thì nữa bỏ bầu chứ không có ship chậu này về, quý cô chú anh chị mua cái chậu đẹp ép vào cho cây nó tăng giá trị nha. Cây mã số 8 là cây kim quýt nguyên thủy. Giao lưu đến quý cô chú anh chị cái giá của nó là 3.200.000, bao phí ship toàn quốc không ship chậu nha quý cô chú anh chị. Cây này là cây cuối cùng của clip ngày hôm nay. Nhà vườn Tú Chiền phát sóng vào lúc 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thì mời quý cô chú anh chị đón xem. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại những clip tiếp theo ạ.